thùng ra. Ra thảo diện, ra trước thảo diện. Cái máy này nè. Cái máy này là máy dập, máy dập thức ăn. Máy dập thức ăn có nghĩa là xay tiêu nè, xay tiêu, xay trái cây, xay rau quả, xay được hết luôn. Một cái máy này em bán cho bô 350. Một cái máy em bán cho 350. Nào bé Trang còn đi chơi thấy không chứ? Trang còn đi chơi mà. Người ta đi chơi nhiều lắm. Hôm nay cuối tuần người ta đi chơi nhiều lắm. Bởi vậy chứ hay nghỉ cuối tuần mà. Lên chế chơi đi, lên chế chơi đi. Chứ chế lên Đài Bắc không tệ, không được nè. Tại vì ngày mai chế buổi sáng chế đi làm. Buổi chiều chế không có đi bán, gần rảnh. Chứ buổi sáng chế đi làm. Mai lên tìm điện thoại, Thảo Giảng tìm điện thoại nào ta? Tìm điện thoại nào chiếm? Tìm điện thoại nào? Chế ở ga trước Thảo Giảng. Chắc tiệm điện thoại chắc phải ở ga sau ha. Cái này có một đôi 37 á, đi đáp à. Ừ, ở gần ga là chế cũng ở gần ga mà. Chế cũng ở gần ga mà. Chế cũng ở gần ga đó nha chứ. Trời đất ơi, giàu ghê, mua thêm mấy iPhone nữa. Bà nội ơi. Mua thêm mấy iPhone nữa. Tiết Nguyễn Nam đi chơi hả em? Ừ, lên đó mua cũng được à. Lên đó, lên chị thấy ở đây nhiều người lại đang mua điện thoại. Nhiều lắm. Chứ là miễn like luôn, hôm nay em là miễn like luôn á. Trời ơi, chia sẻ cũng không có, hôm nay không có người luôn á. Công nhận luôn là hôm nay em không có người luôn. Em bị hai lần rồi, lần trước em bị cũng vậy một lần.